chiều ngày 10 tháng 3, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc do tiến sĩ bác sĩ Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Vĩnh Tường có đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lê Chi Thái huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, nghị quyết số 11 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Vĩnh Phúc, tầm nhìn đến năm 2035, huyện Vĩnh Tường đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả hai tuyến là tuyến huyện và các trạm y tế các xã, thị trấn. Đến cuối năm 2022, tổng số cán bộ làm công tác y tế trên địa bàn huyện là 394 người. Tại hội nghị, trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá về công tác y tế trong việc chăm sóc sức khỏe trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tiến sĩ, bác sĩ Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện cho công tác y tế của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các đơn vị y tế tuyến tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường đã rất kịp thời cụ thể hóa những chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế huyện Vĩnh Tường, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường chỉ đạo rà soát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác y tế tuyến huyện và tại các trạm y tế xã, thị trấn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cảm ơn Sở Y tế tỉnh, các đơn vị y tế tuyến tỉnh trong thời gian qua đã rất quan tâm đến công tác y tế của huyện. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục được Sở Y tế và các cơ quan trực thuộc Sở Y tế quan tâm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan, đơn vị của Sở Y tế tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và chuyển giao phát triển công nghệ, kỹ thuật y tế cho ngành y tế huyện Vĩnh Tường ngày càng phát triển.